Kẹt xe là thực trạng thường xuyên diễn ra tại đại lộ Nguyễn Văn Linh, đoạn từ giao lộ Huỳnh Tấn Phát đến Nguyễn Thị Thập của quận 7 thành phố Hồ Chí Minh. Điều này trở thành nỗi ám ảnh của người dân mỗi khi đi qua khu vực này. Trước thực trạng trên, cuối năm 2021, thành phố đã cho nâng cấp mở rộng đoạn đường này từ 6 lên 10 làn xe để xóa bỏ điểm nghẽn giao thông tại đây. Đến nay, sau nhiều tháng thi công, tiến độ thi công đoạn đường này tới đâu? Hãy cùng Cà Phê Lên khảo sát thực tế để cùng biết. Đồng thời, nhớ nhấn nút đăng ký kênh để đồng hành cùng Cà Phê Lên quý vị nhé. Theo ghi nhận của Cà Phê Lên vào đầu tháng 6, hiện trên công trường dự án mở rộng đường Nguyễn Văn Linh, công nhân và máy móc đang hối hả thi công hệ thống hạ tầng kỹ thuật nhằm đồng bộ toàn tuyến. Và theo quan sát thì hiện tất cả 10 làn xe đã cho phép phương tiện lưu thông, mặt đường rải nhựa đảm bảo thông thoáng, các điểm đen ùn tắc từng gây ám ảnh với người dân đều biến mất. Người dân sống trên khu vực này rất vui mừng vì từ nay sẽ không còn nỗi lo ùn tắc giao thông và hơn hết là giảm thiểu tai nạn giao thông. Thưa quý vị, sau nhiều tháng thi công thì đường Nguyễn Văn Linh, đoạn từ giao lộ Huỳnh Tấn Phát đến Nguyễn Thị Thập đã mở rộng lên 10 làn xe, giúp xóa điểm ngẩn cổ chai ở tuyến huyết mạch Nam Sài Gòn. Hiện thì đoạn gần giao lộ Huỳnh Tấn Phát, mặt đường Nguyễn Văn Linh đã được trải nhựa, đang hoàn thiện vỉa hè. Phần còn lại thì đường đã được mở rộng qua hai bên và nhà thầu đang tập trung thi công hệ thống hạ tầng kỹ thuật như là trạm cây xanh hay là lắp đặt đường ống thoát nước. Theo tìm hiểu, dự án nâng cấp mở rộng đại lộ Nguyễn Văn Linh do công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển Phú Mỹ Hưng làm chủ đầu tư. Đoạn đường được mở rộng kéo dài hơn 2 km và được thi công nâng cấp từ 6 lên 10 làn xe, mở rộng mỗi bên thêm 13,25 m. Như vậy, tổng chiều rộng của đường là 57 m, bao gồm hơn 7 làn xe và 6 m vỉa hè. Qua quan sát thì hiện các công nhân đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục cuối cùng như lắp đặt hệ thống chiếu sáng, trồng cây xanh và thi công vỉa hè. Đoạn chia cắt giữa hai chiều đường đã được trồng cây xanh. Những làn đường phân cách giữa ô tô và xe máy đã được lắp con lươn bằng thép cao khoảng 1 m. Theo người dân, con đường này trước kia xe cộ đi nhiều, thường kẹt xe, ùn tắc giao thông vào các giờ cao điểm. Giờ đường được mở rộng, đi lại thông thoáng, làn xe máy rộng rãi được ngăn cách với làn ô tô nên đảm bảo an toàn hơn. Thưa quý vị, bên cạnh những đoạn đường đã cơ bản trải nhựa đường và lắp đặt vỉa hè thì vẫn còn nhiều đoạn vẫn vỉa hè thì vẫn còn ngổn ngang, chưa được lắp gạch. Hiện thì chỉ mới được trồng cây xanh. Có một số đoạn đường thì cũng mới chỉ trải đá dăm, chưa được trải nhựa. Theo đó, có một vài đoạn đường dành cho làn xe máy chỉ mới rải đá dầm, chưa đổ nhựa, nên người tham gia giao thông cần chú ý khi di chuyển qua khu vực này. Qua ghi nhận thì ngoài đoạn đường Huỳnh Tấn Phát tại ngã tư Nguyễn Thị Thập, Nguyễn Văn Linh cũng đã giảm thiểu được việc ùn ứ của những phương tiện lưu thông qua điểm này. Hiện tại thì tại giao lộ đường Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Thị Thập vẫn còn một cột điện nằm án ngữ giữa đường, nên người dân cần quan sát kỹ khi lưu thông qua đây. Nếu thường xuyên di chuyển qua đại lộ Nguyễn Văn Linh thì khi thấy đoạn đường này được mở rộng và sắp hoàn thiện, bạn cảm thấy như thế nào? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn ở dưới video để mọi người cùng biết nha. Với vai trò kết nối với những khu vực trọng điểm như khu đô thị Phú Mỹ Hưng, khu chế xuất Tân Thuận, khu công nghiệp Hiệp Phước, đại lộ Nguyễn Văn Linh có ý nghĩa lớn trong việc phát triển kinh tế cho khu vực phía nam thành phố. Con đường này dài hơn 18 km, kéo dài từ đường Huỳnh Tấn Phát thuộc quận 7 đến quốc lộ 1 thuộc huyện Bình Chánh. Đây là một trong những đại lộ lớn nhất thành phố, nằm gần cầu Phú Mỹ, kết nối quận 7 và thành phố Thủ Đức. Do đó, đoạn đường có rất nhiều phương tiện di chuyển qua lại. Đặc biệt, trên đoạn đường từ khu chế xuất Tân Thuận đến Nguyễn Thị Thập luôn là điểm đen ùn tắc giao thông. Trước đó, đoạn này chỉ có 6 làn xe, thường ùn ứ vào giờ cao điểm. Sau khi đại lộ Nguyễn Văn Linh được nâng cấp từ 6 lên 10 làn xe, con đường hoàn toàn thông thoáng, góp phần gia tăng kết nối giữa trung tâm thành phố, quận 7 với Nhà Bè, Cần Giờ. Khi hệ thống hạ tầng kỹ thuật và toàn tuyến được đồng bộ, công trình sẽ giúp xóa thế thắt cổ chai cho tuyến đường huyết mạch Nam Sài Gòn vào giờ cao điểm. Đây cũng là lợi thế được giới đầu tư kỳ vọng sẽ hỗ trợ giá nhà đất tại đây, khi không chỉ rút ngắn thời gian vào trung tâm mà còn tiện lợi cho cư dân phát triển kinh doanh, cho thuê mặt bằng, căn hộ. Chính nhờ những kết nối giao thông hiện hữu mà đại lộ Nguyễn Văn Linh đem lại, thị trường bất động sản nơi đây cũng ngày càng khởi sắc. Từ đó, hàng loạt dự án bất động sản đã và đang ăn theo, tạo nên một thị trường nhộn nhịp với giá bán dao động từ 40 đến 60 triệu đồng một mét vuông. Có thể kể đến loạt dự án nổi bật chạy dọc đại lộ Nguyễn Văn Linh như Eco Green Sài Gòn, Scenic Valley, Happy Valley, La Vida Plus hay Mizuki Park. Với những thông tin được Cà Phê Lên chia sẻ thì nếu có nhu cầu mua nhà dọc trục đại lộ Nguyễn Văn Linh, bạn sẽ lựa chọn dự án nào để đầu tư hoặc an cư? Các bạn hãy chia sẻ suy nghĩ của mình bằng cách comment vào bên dưới video, đồng thời nhấn nút đăng ký kênh theo dõi những thông tin nổi bật về thị trường bất động sản được phát sóng trên khung 18 giờ các bạn nhé.